Xin chào cô chú, anh chị và mọi người. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại em đang ở đường Hòa Hảo, trung tâm quận 10. Khu này thì rất sầm uất. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà bán, đó là căn nhà mặt tiền 477 đường Hòa Hảo, quận 10. Đây là căn nhà màu vàng thưa cô chú anh chị. Thì diện tích của căn nhà này là ngang 6,5m, dài 15, một trệt 4 lầu sân thượng. Hiện đang cho thuê là 55 triệu và giá chủ đang chào là 26,8 tỷ còn thương lượng. Giấy tờ chính chủ, giao dịch không thế chấp hay là không cầm cố ngân hàng. Cô chú anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em cho nhân viên tư vấn thêm, hoặc là trực tiếp em tư vấn cho cô chú anh chị. Thì nhà thì có thể xem bất kỳ lúc nào. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.